Chào mừng các cậu đã quay trở lại series Phoenix and Ferb phần 1. Trong video này chúng ta sẽ cùng review những cụm từ hay nhất có trong tập 10 nhé. Let's go! Number 1. You better not pull any of your weird stunts. Khi Candace ở lại khu trang trại cùng Phoenix và Ferb, cô nàng đã dặn hai cậu em trai của mình đừng làm trò gì kỳ cục nữa. Ta có cụm từ had better not do something, nghĩa là tốt hơn là nên hoặc không nên làm gì. Ví dụ, you had better close the window, it's very cold. I think you better not come. He's mad at you. Number 2. I forgot to turn off the laser sharks again, didn't I? My bad. Đại tướng Monogram đã quên mất không tắt bẫy trên đường vào khu căn cứ, khiến Perry rất giận. Ông ta đã nói rằng đó là lỗi của ông ấy. Cụm từ my bad nghĩa là lỗi của tôi. Ta sử dụng cụm từ này khi muốn nhận lỗi với ai đó. Ví dụ, I forgot to turn off the light. My bad. My bad, I've lost the key. Number 3. You're through, Perry the Platypus, through! Khi đã bẫy được Perry the Platypus, Doof đã nói với Perry rằng người tiêu đời rồi. Cụm từ be through ám chỉ rắc rối, thảm họa sắp đổ ập vào ai đó. Ví dụ, you missed the deadline, you're through. The camera has caught you, you're through. Number 4. I don't want to tell you how long it took to put them all on. Doof nói với Perry rằng ông ta đã rất mất thời gian để đội cái mũ đó cho từng con bọ. Cụm từ put clothes on nghĩa là mặc, đội cái gì. Ví dụ, it's cold, put on your coat. If you don't want to be cold, put some clothes on. Number 5. Bombs and they're driving a herd of cattle right through downtown. Ta có cụm từ ride through tương ứng với cấu trúc ride cộng với trạng từ. Vậy cấu trúc trên ám chỉ sự chính xác hoàn toàn dựa vào nghĩa của trạng từ. Ví dụ, ride through, right here, right now, right on time, right in the middle. Và đó là những cụm từ hay nhất có trong tập 10 phần 1 của Phoenix and Ferb. Và đây là danh sách tổng hợp các cụm từ chúng ta vừa review. Nếu như các cậu có góp ý hay thắc mắc gì, các cậu có thể comment ở phía bên dưới nhé. Nếu như các cậu đến với kênh chúng tôi lần đầu tiên, đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để nhận được thông báo video mới nhất. See you in the next video.